xin chào các bạn. Hiện tại thì chị thấy có hai bạn vào xem. Chị thấy có Trang này, rồi chị thấy có Minh Nguyệt thì phải đúng không? Rồi ok, chị nhất trí, chị chào Trang, chào Minh Nguyệt nhé. Bạn nào vào xem phần phát trực tiếp này của chị rồi thì nhớ là gửi lời chào đến chị. Và đặc biệt là đừng quên gọi những người bạn của mình vào cùng học nhé. À, chị thấy cả Tuyết Nhung nữa này. Rồi, nhiều bạn quen quá. Đấy, chị còn thấy cả Minh Nguyệt nữa cơ. Rồi, tất cả đều là những bạn học sinh đang học lớp VIP 10. Thế thì không biết là các bạn khác đâu nhỉ? Em đâu rồi? Đã vốn đã chăm học thì lại càng chăm học hơn đúng không? Ở đây chị có thêm rất là nhiều bạn mới đang vào xem phần phát trực tiếp này của chị rồi. Thì chúng mình gửi lời chào đến chị nhá. Ok, nhất trí, chị chào Hải Dương. Không biết là trên lớp bây giờ các bạn đã học đến phần nào rồi? Chắc có lẽ là chúng mình cũng đã chuyển sang phần viết rồi đúng không ạ? Và các bạn biết rồi đấy, với bài 1 ở cả 3 bộ sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo và Kết Nối thì chúng ta đều tập trung học xoay quanh chuyện kể đúng không ạ? Và khi nói về đặc trưng của thể loại thì chúng mình đã nhớ chưa? Có lẽ là chị Dương đã nói đi nói lại rất là nhiều lần trong những phần phát trực tiếp khi mà hướng dẫn các bạn đọc rồi. Thế nhưng mà dựa vào phần đặc trưng thể loại đó, các bạn đi viết, các bạn đi phân tích thì chúng mình sẽ làm như thế nào đây? À, thì các bạn chú ý chị nhé. Cấu trúc của một bài văn nghị luận đánh giá, phân tích về những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật và chủ đề của một tác phẩm truyện thì các bạn cần phải chú ý những gì? Thế thì chúng ta cùng nhau nói lại một chút xíu. Khi mà các bạn học ở chương trình cấp 2 chẳng hạn thì thường là các bạn sẽ có một cái đề phân tích nhân vật, rồi phân tích đoạn trích chẳng hạn, hay phân tích khổ này khổ kia trong bài thơ này bài thơ kia. Thì đấy là những cái đề vô cùng quen thuộc mà chúng mình đã từng làm trong chương trình cấp 2 đúng không ạ? Đặc biệt là lớp 8 và lớp 9 thì các bạn đã học nghị luận văn học rồi. Thế nhưng đến với lớp 10 dường như là cái yêu cầu đó có sự thay đổi đúng không ạ? Chúng mình thấy rằng đề bài sẽ không yêu cầu các bạn phân tích nhân vật nữa. Đề bài cũng không yêu cầu các bạn phân tích đoạn trích này đoạn trích kia nữa. Mà đề bài yêu cầu các bạn phân tích và đánh giá cái gì đấy ạ? Yêu cầu các bạn phân tích được chủ đề, yêu cầu các bạn phân tích được những yếu tố đặc sắc về hình thức nghệ thuật. Thế thì các bạn cần phải chú ý những gì để chúng mình có thể viết được ạ? Thì các bạn cần phải lưu ý cho chị, bố cục của một cái bài văn nghị luận sẽ bao gồm 3 phần mở, thân và kết. Và đây là một cái bố cục quá là quen thuộc với các bạn rồi. Chỉ là trong với mỗi một phần chúng ta sẽ triển khai những cái nhiệm vụ như thế nào mà thôi. Được chưa ạ? À, các bạn ơi, các bạn chú ý chị nhá. Ở đây thì Hải Yến có nói với chị rằng chị ơi, chương trình mới khó lắm đúng không ạ? Ừ, nhất trí. Và bản thân chị thì cũng thấy là khó thật. Bởi vì chương trình mới thì sẽ mang đến cho các bạn những cái nội dung vô cùng mới mẻ. Bởi vì trước đó chúng mình sẽ đi tìm hiểu ở theo tiến trình. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại về đặc trưng của thể loại. Thế thành ra là khi mà chúng ta dựa vào đặc trưng thể loại để chúng ta đi phân tích thì các bạn cần phải chú ý cho chị như sau. Các bạn nhớ chị là nhiệm vụ của phần mở bài thì ở đây chị có một cái phần cấu trúc, cái phần lập dàn ý như thế này. Tức là cái phần lập dàn ý này là chị cùng với các bạn ở trong nhóm bộ kết nối, cũng là trong bộ Chân Trời Sáng Tạo hiện tại đang học. Các chị cùng với các bạn đó đã xây dựng được cái cấu trúc như thế này. Thì các em cũng sẽ thấy là khi mà chúng mình viết văn và chúng mình tạo dựng một văn bản nghị luận văn học thì các bạn cũng cần phải chú ý 3 phần cho chị. Chị lấy ví dụ ở phần mở bài đi. Nhiệm vụ của phần mở bài là các bạn cần phải giới thiệu ngắn gọn đối với tác giả và tác phẩm, đúng chưa ạ? Và đồng thời thì chúng ta sẽ nêu cái ý kiến của chúng mình về tác phẩm, hoặc là chúng mình sẽ đưa ra định hướng của chúng mình về bài viết đó. Và định hướng của các em thì cần phải dựa vào đề bài. Và đề bài của chúng ta là yêu cầu chúng ta phân tích, đánh giá về chủ đề cũng như những cái đặc sắc nghệ thuật của một cái tác phẩm truyện mà các bạn yêu thích đi đúng không ạ? Thế thì bây giờ ở phần mở bài này các bạn phải đưa ra được cái định hướng như thế. Thế thì không biết là các bạn học bộ Chân Trời Sáng Tạo thì có đọc cái bài văn tham khảo trong sách giáo khoa của bộ Chân Trời không ạ? Thì chúng ta thấy rằng trong bộ sách giáo khoa của bộ Chân Trời thì cái phần mở bài đó là cách mở bài trực tiếp ạ. Tác giả giới thiệu luôn chuyện Chó Sói và La Fontaine là của La Fontaine này, được in ở đâu này, và sau đó họ định hướng luôn cái phần viết của họ, đó chính là những vấn đề về chủ đề cũng như những cái đặc sắc nghệ thuật, giới thiệu luôn. Ở đây bạn nào học bộ Chân Trời thì các bạn sẽ thấy rất là rõ điều đấy. Thế thì các bạn chú ý chị là trong phần mở bài các bạn cần phải thực hiện được hai cái nhiệm vụ này. Thứ nhất, các em giới thiệu ngắn gọn về tác giả tác phẩm, và đồng thời chúng mình sẽ nêu ra ý kiến của chúng mình về tác phẩm.
và những cái định hướng của các em về bài viết. Các em muốn phân tích chủ đề đúng không ạ? Các em muốn phân tích đặc sắc nghệ thuật đúng không ạ? Thì ở đây các bạn cần phải đưa những cái yếu tố đó vào. Được chưa ạ? Thế thì sau khi mà các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của phần mở bài như thế rồi thì chúng ta đến với phần thân bài. Và cái phần này chiếm số điểm nhiều hơn cả. Và các bạn cần phải chú ý, chị chúng ta sẽ triển khai 3 luận điểm nhé. Luận điểm đầu tiên, các bạn sẽ tóm tắt lại chuyện cho chị. Tóm tắt lại chuyện. Ví dụ các bạn muốn phân tích đánh giá về thần xét thì các bạn cũng phải tóm tắt được câu chuyện thần xét này. Các bạn muốn phân tích đánh giá về vua Mete và loài người thì ở luận điểm 1 các bạn cũng khái quát, các bạn cũng tóm tắt lại câu chuyện này cho chị bằng một đoạn văn ngắn, được chưa ạ? Với những cái sự kiện quan trọng được đặt ra ở trong văn bản để chúng ta liên kết thành một chuỗi các sự kiện thì sẽ tạo thành cốt truyện và chúng ta sẽ gì đấy ạ? Chúng ta sẽ tóm tắt được ở cái phần luận điểm số 1 này nhé. Và sau khi mà các bạn đã tóm tắt được chuyện rồi thì chúng mình sẽ chuyển đến luận điểm số 2. Và ở luận điểm 2 này thì các bạn sẽ chú ý cho chị là chúng ta sẽ phân tích đánh giá những đặc sắc về hình thức nghệ thuật, được không? Và ở đây thì các bạn cần phải nhớ chị, ở thể loại chuyện thì các bạn cần phải chú ý cho chị là có những yếu tố nghệ thuật nào mà các bạn cần phải chú ý: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, được chưa ạ? Rồi lời thoại, lời người kể chuyện, rồi đặc biệt là với chuyện ngắn thì chúng ta cần phải quan tâm cả tình huống chuyện nữa. Thì các bạn chú ý chị là như thế, được không ạ? Và sau khi mà chúng ta phân tích được toàn bộ những yếu tố đặc sắc về nghệ thuật rồi thì các bạn sẽ rút ra cho chị là với những yếu tố đặc sắc về hình thức nghệ thuật đó có tác dụng như thế nào trong cái việc làm rõ chủ đề của tác phẩm. Và sau khi mà chúng mình đã phân tích được trọn vẹn cái luận điểm số 2 này rồi thì các bạn chuyển cho chị sang cái luận điểm số 3. Ở luận điểm số 3 thì các bạn sẽ đi phân tích đánh giá về chủ đề. Và khi nhắc đến chủ đề thì các bạn cần phải chú ý cho chị là trả lời cho câu hỏi viết để làm gì, được không ạ? Nếu như các bạn chọn thần thoại thì các bạn biết ngay là chủ đề trong các văn bản thần thoại thường thì sẽ là lý giải các hiện tượng tự nhiên, hoặc là lý giải nguồn gốc của vũ trụ, hoặc muôn loài, hoặc con người, đúng không ạ? Còn khi nói về các bạn chọn một cái văn bản thuộc thể loại cổ tích đi chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái chủ đề trong chuyện cổ tích đó thể hiện niềm tin của con người vào một xã hội công bằng, ở đó cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Còn nếu như mà các bạn chọn một cái văn bản thuộc loại thể loại sử thi đi, các bạn học bộ cánh diều, học cả sử thi trong bài 1 này nữa, thì các bạn sẽ thấy là chủ đề của sử thi là gì ạ? Ca ngợi, đúng không? Thể hiện cái thái độ ca ngợi đối với người anh hùng, đối với con người đã có công với cộng đồng, giúp cộng đồng đó phát triển, giàu mạnh và phồn vinh. Được chưa ạ? Thế các bạn chú ý chị là như thế nhá. Ở đây thì có một bạn có nói với chị rằng là bạn nào nhỉ? Bạn Hoa Hải Yến có bảo với chị là: chị ơi, thi cuối kỳ cũng viết văn như này ạ. Thi cuối kỳ thì cần phải xem là thầy cô các bạn sẽ giới hạn vào những bài nào. Chị lấy ví dụ trong bộ kết nối tri thức bài 1 là các bạn sẽ phân tích và đánh giá về một tác phẩm truyện kể, về một tác phẩm truyện. Thế nhưng mà đến bài số 2 thì các bạn sẽ phân tích đánh giá về một tác phẩm thơ. Rồi bài số 3, số 4 thì các bạn có thể viết cả câu nghị luận xã hội nữa, viết bài nghị luận xã hội nữa. Thế nên là tùy vào thầy cô của các bạn trên trường sẽ giới hạn cho các bạn là sẽ vào bài nào. Ôn tập các bạn là xem là vào nghị luận văn học hay là vào nghị luận xã hội. Và nếu như vào nghị luận văn học thì các thầy cô có khu biệt các bạn là: các bạn ơi, chúng mình sẽ viết một cái bài nghị luận văn học đối với thể loại là truyện hay là đối với thơ ca. Thì cái này còn phụ thuộc vào thầy cô của các bạn nhé. Còn khi mà các bạn đang cùng với chị học ở đây thì chúng mình ở trên lớp, cái tiến trình mà các bạn học thì cũng đang học đến bài số 1. Thì bài số 1 tập trung vào truyện, các bạn cũng sẽ lưu ý chị. Và khi phân tích đánh giá chủ đề và đặc sắc nghệ thuật thì các bạn cần phải chú ý chị, chúng ta sẽ triển khai cái luận điểm số 2 và số 3 với những cái vấn đề như thế này, được chưa ạ? Và đặc biệt là chúng ta có chị cái luận điểm đầu tiên là chúng ta sẽ tóm tắt lại chuyện mà các bạn định phân tích. Và cuối cùng chúng ta sẽ chuyển đến với phần kết bài. Đối với phần kết bài thì cái phần này đã quá quen thuộc với chúng mình rồi. Các bạn chỉ cần khẳng định lại những cái điều mà các bạn vừa mới phân tích phía trên. Đó là chủ đề, đó là những đặc sắc nghệ thuật. Và đồng thời các bạn sẽ rút ra cái ý nghĩa của tác phẩm đối với riêng cá nhân em, được chưa ạ? Hoặc đối với bạn đọc nói chung,
Được chưa ạ? Và đồng thời các em cũng có thể khẳng định được giá trị của cái tác phẩm mà chúng mình vừa mới đi phân tích đối với bạn đọc. Được chưa ạ? Thì đấy là cấu trúc của một bài văn nghị luận văn học về phân tích, đánh giá về chủ đề cũng như đặc sắc về mặt nghệ thuật. Thì các bạn chú ý chị là như thế. Thế nhưng mà đây mới chỉ là cái cấu trúc thôi. Còn khi mà chúng ta đi vào cái quá trình các bạn viết thì các bạn cần phải chú ý rằng các bạn cần phải đọc hiểu được cái văn bản mà các bạn muốn phân tích. Và khi mà các bạn đọc hiểu rồi thì các bạn mới có những cái dẫn chứng, có những cái lý lẽ để làm sáng tỏ những cái luận điểm mà chúng mình đưa ra ở đây. Vậy thì trong cái phần phát trực tiếp ngày hôm nay thì có lẽ là chị Dương sẽ tập trung vào phần mở bài nhé. Các bạn hay thường nói là chị ơi, người ta bảo rằng là đầu xuôi thì đuôi lọt. Em đầu em cũng chẳng xuôi, thế là đuôi em cũng không lọt được. Em cứ mãi không viết được cái mở bài. Vậy thì chị hướng dẫn các bạn viết mở bài một chút xíu nhé. Đối với phần mở bài thì chúng mình có hai cách. Cách số 1 là các bạn sẽ mở bài trực tiếp, đó là các bạn sẽ giới thiệu luôn về tác giả và tác phẩm, đồng thời thì đưa ra ý kiến của các bạn về tác phẩm đó, định hướng cái bài viết của chúng ta về tác phẩm. Còn cái cách mở bài số 2 là các bạn có thể mở bài gián tiếp. Chị viết tắt từ trực tiếp và gián tiếp nhé. Nếu như mà các em mở bài từ cách gián tiếp thì các bạn sẽ có thêm cái phần dẫn đó. Các bạn sẽ có thêm phần dẫn dắt. Và đối với phần dẫn dắt này thì tùy thuộc vào mỗi một bạn thì các bạn sẽ có cho mình cái cách dẫn dắt khác nhau. Ví dụ, các bạn có thể dẫn từ đề tài chẳng hạn. Các bạn cũng có thể đi từ tiến trình văn học chẳng hạn. Rồi các bạn cũng có thể đi từ đặc trưng thể loại chẳng hạn. Các bạn cũng có thể đi từ lý luận văn học chẳng hạn. Rồi các bạn cũng có thể đi từ cảm xúc cá nhân chẳng hạn. Chị vừa nói ra khoảng độ 4-5 ý để các bạn có thể lấy ý tưởng để các bạn viết mở bài cho mình đấy. Chị Dương nói cái đầu tiên là đề tài đúng không ạ? Sau đó là đặc trưng thể loại, sau đó là tiến trình văn học, sau đó là lý luận văn học, những cái nhận định hay liên quan đến tác giả, đến tác phẩm. Được chưa? À, và cuối cùng là chị nói đến cảm nhận cá nhân. Các bạn chú ý nhé, đấy chính là một trong rất là nhiều những cái cách dẫn mà các bạn có thể lấy ý tưởng. Chị lấy ví dụ, khi chúng mình đi từ cảm nhận cá nhân chẳng hạn, bản thân chị Dương thì rất là thích dẫn từ cách này, bởi vì nó sẽ mang cái nét riêng của các bạn. Bởi vì mỗi chúng ta là một cá nhân riêng, không ai giống ai cả. Nếu như các bạn dẫn ở cách này, cách kia, đi từ đề tài, đi tác giả, thì có lẽ là bạn này với bạn kia sẽ có những cái điểm gặp gỡ nhất định. Nhưng mà các bạn đi từ cảm nhận cá nhân đi, dường như chẳng ai giống các em cả. Bởi vì chỉ riêng các em mới có cái cảm xúc đó thôi, mà không phải là của chị, mà cũng không phải là của bạn Hải Yến, mà cũng chẳng phải là của bạn Hương Giang, đúng không ạ? Thế bây giờ chị ví dụ một cái mở bài đi từ cảm nhận cá nhân thế này nhé, để các bạn có thể lấy ý tưởng của chính mình. Cảm nhận cá nhân là các bạn có những cái suy nghĩ như thế nào, cảm xúc của các bạn ra sao, để rồi từ chính cái cảm xúc vô cùng chân thật đó các bạn bắt vào văn bản mà chúng mình đang định phân tích, đánh giá về chủ đề và những đặc sắc về mặt hình thức nghệ thuật. Thì các bạn gửi cho chị là như thế. Chị ví dụ như này, tôi còn nhớ như in cái ngày Điện mới về làng. Lúc đó tôi chừng 4 tuổi. Ngày ấy xem truyền hình khó lắm, bởi những nhà giàu mới mua được tivi để xem, mà số nhà có tivi thì chưa qua hết một bàn tay. Nhà tôi nghèo nên truyền hình là thứ quà xa xỉ và đắt đỏ. Nhưng ngày tháng ấy tôi đã được xem những bộ phim hay nhất qua lời kể của bà. Giọng bà ấm nên tôi mê lắm. Tôi nhớ mình như chú chim non đợi mẹ bón mồi. Bà cứ kể đến đâu là tôi nuốt trọn đến đó. Trong số những bộ phim được nghe, tôi nhớ nhất chuyện Thần Trụ Trời, một câu chuyện chứa đựng toàn bộ đặc sắc về chủ đề và hình thức nghệ thuật của một thể loại đã một đi không trở lại. Vậy thì ở đây chị Dương muốn phân tích đánh giá về chủ đề cũng như đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm Thần Trụ Trời thuộc thể loại thần thoại, đúng không ạ? Thì chị bắt từ cảm xúc cá nhân của chúng ta, sau đó chúng ta đi vào giới thiệu tác phẩm. Và đồng thời đó chị đã định hướng được cái chủ đích bài viết của mình, đó là chủ đề và những đặc sắc về mặt hình thức nghệ thuật. Thì đấy chính là mở bài. Chị vừa có cái phần dẫn, vừa làm trọn vẹn được nhiệm vụ của phần mở bài mà đã được đưa ra ở trong phần cấu trúc như thế này. Được không ạ? Thế các bạn chú ý chị là như thế nhá. Thì các em sẽ lưu ý là như vậy. Tức là với phần mở bài thì nhiệm vụ là như thế này rồi, nhưng để làm sao để cho mở bài của các bạn hay thì chúng mình sẽ có những cách dẫn khác nhau. Và chị đã
kể ra một vài nhiều nhiều cách dẫn. Không biết là các bạn đã kịp ghi hay chưa? Và chị cũng đã lấy một cái ví dụ, đó là đi từ cảm xúc cá nhân. Chị thì khá là yêu thích cái cách dẫn này, bởi vì nó mang ra cái nét riêng, cái phong cách của các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể liên tưởng một chút xíu, đó chính là nhớ về ngày xưa ngồi bên bếp lửa, rồi tiếng lửa nốt đốt, nghe tiếng kể chuyện của bà, nhớ lại những câu chuyện cổ tích xa xăm. Nơi ấy là con người đang đấu tranh để bảo vệ cái thiện, được chưa? Thế các bạn có thể là xem cái văn bản mà các bạn định lựa chọn để phân tích á. Các mình phải chọn được đúng không ạ? Mà khi các bạn chọn được rồi thì các bạn xem cái văn bản đó thuộc thể loại nào. Và khi mà các bạn biết được nó thuộc thể loại nào rồi thì dường như chúng ta sẽ bật ra trong đầu mình những cái ý tưởng. Ví dụ chuyện cổ tích thì cũng chắc chắn là nhớ đến những câu chuyện mà bà hoặc mẹ nghe bên bếp lửa, xong thì nghe tiếng lửa nổ lộp bộp hay là lèo xèo, và để rồi giật mình, tôi đã chìm đắm vào trong thế giới của những câu chuyện cổ tích, và ở đó tôi đã gặp gỡ nàng Tấm chẳng hạn. Rất là đơn giản đúng không ạ? Các bạn chỉ cần có cảm xúc với chính cái văn bản mà các bạn lựa chọn thôi. Thì đấy là đi từ cảm xúc cá nhân, được chưa? Có một cách dẫn khác nữa mà chị thấy các bạn cũng vô cùng hứng thú, đó chính là đi từ những cái nhận định văn học hay. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị tham khảo một phần mở bài từ nhận định xem như thế nào nhé. Chị có cái mở bài đó như sau. Nhà phê bình văn học người Nga Belinsky từng viết: tác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đó. Nghệ sĩ là người suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp và làm rực rỡ sáng những cái đẹp. Thiên nhiên thì tuyệt mỹ, con người phải tài hoa uyên bác. Và Nguyễn Tuân chính là người nghệ sĩ tài hoa như vậy. Ông đã đem đến cho cuộc đời, cho nền văn học Việt Nam những sáng tác lớn lao đầy triết lý. Ngòi bút của ông luôn hướng tới cái cao cả, lý tuyệt, lý tưởng và uyên thâm, và làm cho nó cháy sáng như một ngọn đuốc tỏa ra những miền nghệ thuật khác nhau. Những tác phẩm của ông có giá trị như cốt lõi của cuộc sống, nó là sự lên tiếng của nghệ thuật. Ngòi bút của ông làm nên tất cả, bởi tất cả đã soi chiếu vào kiệt tác chữ người tử tù. Đúng không ạ? Và nếu như bạn nào học bộ kết nối tri thức thì các bạn sẽ cùng với nhau đã đọc hiểu văn bản chữ người tử tù của Nguyễn Tuân được không ạ? Đó là một trong những văn bản thuộc thể loại truyện ngắn. Thì các em sẽ thấy là nếu như đi từ nhận định văn học thì chúng ta cần phải chú ý chị như thế này. Các bạn chỉ rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần một cái thao tác như thế này. Các bạn chọn được cái văn bản mà các bạn định phân tích rồi đúng không ạ? Và các bạn muốn đi từ nhận định đúng không? Thế thì bây giờ các bạn thử nghĩ xem cái văn bản chữ người tù tù này, hoặc là cái văn bản mà các bạn định chọn là cái chuyện ngắn mà các bạn định viết, ví dụ như Chí Phèo, hoặc là ví dụ như là một chuyện ở Souvenir, hoặc là chúng ta có những cái chuyện ngắn khác của nhà văn Nam Cao, của Thạch Lam, rồi là của Nguyễn Tuân, thì các bạn có thể chọn, các bạn đọc. Thế xong thì các bạn sẽ cảm thấy là cái nhận định này em thấy nó liên quan đến cái văn bản mà em định phân tích. Và nó liên quan đến như thế nào thì phải bằng cái sự kết nối của các em, đúng không ạ? Các bạn thấy nó có sự liên quan rồi thì bây giờ các bạn dùng chính cái giọng văn của mình để các bạn kết nối được cái nhận định đó. Các bạn trích cái nhận định đó ra. Thế xong rồi từ nhận định đó chúng ta sẽ liên kết đến văn bản mà chúng mình định phân tích, định đánh giá về chủ đề cũng như đặc sắc nghệ thuật. Thì đấy chính là cái cách mở bài đi từ nhận định đấy ạ. Thế thì ngày hôm nay chị đã cùng với chúng ta xây dựng được cấu trúc của một bài văn nghị luận đi phân tích đánh giá về chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm truyện rồi. Và đặc biệt chị chú ý với các bạn, đó chính là ở mở bài chúng ta có hai cách ạ. Thứ nhất là mở bài trực tiếp, thứ hai là mở bài gián tiếp. Mở bài trực tiếp là các bạn đi thẳng vào cái nhiệm vụ này, còn nếu như các bạn chọn mở bài gián tiếp thì chúng mình cần có thêm những cái phần dẫn. Và cái phần dẫn đó thì có vô vàn những cái ý tưởng để dẫn. Và chị vừa mới lấy ví dụ cho các bạn là đi từ cảm nhận cá nhân đúng không ạ? Rồi đi từ nhận định văn học. Nhưng ngoài ra, các bạn cũng sẽ chú ý chị là chúng ta còn có rất là nhiều cách khác. Ví dụ như các bạn đi từ tiến trình văn học chẳng hạn. Các bạn xem cái văn bản các bạn chọn nằm trong cái quá trình suốt cái chiều dài của lịch sử văn học, nó nằm ở đoạn nào, và đoạn đó có những cái đặc điểm như thế nào thì các bạn cũng sẽ dẫn vào được. Rồi chúng ta cũng có thể đi từ đặc trưng thể loại. Các bạn xem cái văn bản chúng mình chọn thuộc cái thể loại nào đấy ạ? Thần thoại hay là truyện ngắn? Và xem ở thần thoại, ở truyện ngắn thì có những đặc trưng như thế nào, chúng ta cũng có thể dẫn vào được. Được chưa ạ? Có vô vàn.
Hay nói cách khác thì chúng ta cũng có thể đi từ đề tài để xem cái văn bản mà các bạn lựa chọn viết về đề tài gì. Và cùng với cái đề tài đó thì đã có những cái văn bản nào trước đó hoặc sau đó đã từng viết đến. Để rồi các bạn nhắc nhớ cái văn bản đó như một cái đòn bẩy để các bạn bật cái văn bản mà các bạn chọn. Thì đấy là một vài cách mà chị hướng dẫn các bạn, được chưa ạ? Thế thì trong cái buổi phát trực tiếp ngắn ngủi như thế này thì các bạn chú ý chị là như thế nhá. Và nhớ là khi mà xem phát phần phát trực tiếp này của chị thì tương tác với chị nhiều vào để chị Dương có thêm thật là nhiều động lực để có thể chia sẻ với chúng mình những thứ hay ho nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau nhé. Và tối thứ năm tuần sau thì không biết là chúng mình sẽ gặp gỡ nhau với nội dung gì đây. Nếu như mà các bạn đang gặp khó khăn bởi bất cứ vấn đề nào trong quá trình học tập thì có lẽ là chúng mình cũng sẽ để lại lời nhắn cho chị để chị biết là các bạn đang gặp khó khăn phần này phần kia, để trong mỗi một phần phát trực tiếp thì chị sẽ gợi dẫn và hướng dẫn các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.